Nhiều người chủ quan cho rằng triệu chứng táo bón ở trẻ em do trẻ ăn quá nhiều thức ăn hoặc ít uống nước. Tuy nhiên, những nguyên nhân gây táo bón ở trẻ em có thể nhiều hơn các bậc phụ huynh vẫn thường nghĩ. Hãy cùng hành trình biển sữa tìm hiểu nhé. Một nguyên nhân gây triệu chứng táo bón ở trẻ em: trẻ không hợp với sữa công thức, sữa bột, sữa hộp uống liền. Trẻ không được bú sữa mẹ đầy đủ, vì sữa mẹ có chứa hormone oxylin giúp hỗ trợ nhu động ruột của trẻ. Thiếu đi hormone này sẽ khiến việc đi đại tiện của trẻ khó khăn hơn. Trẻ đang gặp vấn đề thiếu nước và chất xơ trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Chất xơ giúp giữ nước trong ruột già và giúp thức ăn dễ tiêu hóa nhanh. Trẻ hay căng thẳng hoặc ít vận động, đặc biệt là sau khi ăn. Trẻ bị táo bón do lạm dụng thuốc, trẻ em thường có nhiều chứng triệu chứng phải điều trị bằng thuốc như còi xương, suy dinh dưỡng, thiếu máu viêm đường hô hấp trẻ gặp một số chứng triệu chứng cần điều trị bằng phẫu thuật như tắc nhẽn đường ruột, triệu chứng phình đại tràng bẩm sinh, suy giáp, hormone tuyến giáp thấp hoặc ngộ độc botulism. Đây là tình trạng trẻ dị ứng với mật ong bẩm sinh. 2. Điều trị táo bón ở trẻ em bằng cách nào? Thứ nhất, chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chế độ ăn cần cân đối các thành phần, đặc biệt cần chú ý bổ sung đầy đủ chất xơ, dầu ăn. Giảm các loại thực phẩm và nước uống ngọt, thức ăn có chất béo để giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn hạn chế dung nạp dư lượng cơm gạo trắng tinh bột và chuối thay bằng gạo nguyên cám ngũ cốc yến mạch thay thế bằng các loại sinh tố để bé dễ hấp thụ vì trong sinh tố có chứa các vitamin cần thiết nước và bổ sung chất sơ nhanh chóng cho trẻ đảm bảo cho trẻ uống nhiều và đầy đủ nước mỗi ngày thứ hai cho trẻ uống thuốc làm mềm phân tăng cường nhu động ruột sử dụng thuốc hỗ trợ điều trị nếu bạn đã cải thiện chế độ ăn mà triệu chứng táo bón của trẻ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Lưu ý việc sử dụng thuốc nên thông qua thăm khám, lời khuyên từ bác sĩ. Cha mẹ cần đưa trẻ đến triệu chứng viện nếu tình trạng táo bón của trẻ kéo dài. Thứ ba là việc điều chỉnh hành vi và tâm lý của trẻ. Khi trẻ có những thói quen như chưa ngồi đúng tư thế khi đi đại tiện hoặc lười đi vệ sinh hàng ngày, cha mẹ cần nhắc nhở và khuyến khích bé thay đổi. Hướng dẫn bé ngồi toilet để hai đầu gối cao hơn phần hông, tốt nhất nên để bé ngồi. Bên cạnh đó, bạn cần tập cho con trẻ thói quen đi vệ sinh một lần mỗi ngày, có thể là sau bữa sáng hoặc bữa tối. Để xác định đúng nguyên nhân triệu chứng và điều trị đúng cách, phụ huynh nên đưa con trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn chính xác. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kinh nghiệm hữu ích chăm sóc sức khỏe mẹ và bé nhé. Hành trình biển sữa nuôi con khỏe dạy con ngoan